Xin gửi lời chào đến toàn thể quý vị khán giả. Chúng ta đang cùng nhau có mặt tại Trung tâm Thể dục Thể thao Phú Thọ, cụm sân thi đấu 7 người. Và lúc này thì các bạn đang chuẩn bị chứng kiến màn giao hữu giữa các thủ FC Hưng Thịnh và đối thủ của họ là đội bóng FC Úc Khe. Như vậy thì tiếng còi bắt đầu hiệp thi đấu đầu tiên cũng đã được vang lên. Nguy hiểm, có bàn thắng hay không? Không vào, bóng đã đi ra ngoài. Cú dứt điểm rất nguy hiểm, bóng dội cột dọc, không có bàn thắng dành cho các thủ bên phía đội bóng Úc Khe. Chúng ta cùng xem lại quả đá phạt cực kỳ nguy hiểm của các thủ bên phía đội bóng Úc Khe. Cú ra chân của số 11, bóng đã dội vào cột dọc bật ra. Trên hàng công của các thủ Hưng Thịnh thì vị trí của đội trưởng Nhật Seva đang có phần hơi đơn độc. Quyết điểm nguy hiểm, thêm một tình huống dứt điểm khó chịu nữa đến từ các thủ bên phía đội bóng Úc Khe. Cơ hội tiếp theo dành cho các cầu thủ áo xanh, khoảng trống kết thúc đi. Đường truyền tiếng hai kết thúc, cú đá của Tiến Đạt vẫn còn, không có tình huống dứt điểm bồi thành công dành cho cầu thủ Khe. Một pha lấy bóng bình tĩnh của hàng thủ bên phía FC Hưng Thịnh. Đây là cơ hội nữa dành cho Tiến Đạt. Tiến Đạt dứt điểm ngay, không được, cú đá chân vẫn chưa đủ chuẩn xác. Sức ép đến từ các cầu thủ bên phía Hưng Thịnh và đây là một cơ hội nữa với quả đá biên tiếp tục dành cho đội bóng áo trắng. Đường truyền sạch tiếp cận vào. Như vậy thì các cầu thủ bên phía đội bóng áo trắng là những người đã có được bàn thắng dẫn trước với sự xuất sắc của đội trưởng Nhật Seba. Bàn thắng dành cho cầu thủ mang chiếc áo số 5 khi mà anh đã có một tình huống xoạc bóng chính xác để đưa bóng vào khung thành từ quả đá biên. Tuy nhiên họ lại thiếu đi một pha dứt điểm đủ chính xác. Vẫn còn thêm pha ra chân nguy hiểm vào, bóng đã được đưa vào lưới và tỷ số bây giờ là 1-1. Một tình huống dứt điểm có phần may mắn của các cầu thủ bên phía đội bóng Khe khi mà vừa rồi cú đá nó không đi quá mạnh nhưng Tiến Đạt vẫn có được pha lập công. Tỷ số trở lại với vạch xuất phát, một tình huống kết thúc ở ngay khu vực trung lộ, lại là một tình huống để lỏng lẻo đối phương nữa. Cú đá của Tiến Đạt nó đi không quá mạnh. Tiếp tục một quả chạm bóng nữa, cộng hai pha chạm bóng lại không vượt qua được hàng thủ của các cầu thủ Hưng Thịnh. Chúng tôi rất mong quý vị khán giả chúng ta cùng chia sẻ thêm đường link của trận đấu ngày hôm nay để lan tỏa cuộc đối đầu này đến nhiều cổ động viên khác không có điều kiện đến trực tiếp tại sân. Thêm cơ hội nữa, dứt điểm đi, cú đá tốt vào. Tỷ số bây giờ là 2-1 dành cho các thủ Úc Khe và người lập công là vị trí của cầu thủ mang chiếc áo số 9. Phải ghi bàn đến từ hiệp 18. Bàn thắng để nâng tỷ số lên 2-1 nó đến từ một cú đá cực kỳ hiểm hóc. Và bóng mà hàng phòng ngự bên phía Hưng Thịnh một lần nữa lại thiếu áp sát và để cho đối phương có được không gian quá rộng. Dứt điểm đi, kết thúc đi. Vẫn là những pha kéo bóng. Đã có tiếng còi của trọng tài, penalty, một pha ngắn chân rồi. Đường chuyền bóng lúc này đang là Thức Tony. Thức Tony. Pha đặt lòng đơn giản của cầu thủ mang chiếc áo số 8. Và bây giờ thì cách biệt đã được san bằng dành cho các cầu thủ bên phía đội bóng Hưng Thịnh. Họ chơi với thế trận có phần yếu thế hơn so với Úc Khe khi mà đội bóng áo trắng không có nhiều cơ hội bằng đối thủ nhưng họ lại tận dụng tốt. Tiếp tục những pha áp sát nữa. Đây là cơ hội tiếp theo dành cho các thủ Hưng Thịnh phản công. Tình huống không chế tốt của đội trưởng mang số 5 dứt điểm ngay, không vào. Cú dứt điểm rất nguy hiểm. Nhưng vừa rồi thì bóng đã đi đúng vào vị trí của thủ thành bên phía đội bóng Úc Khe. Những cơ hội trở về với quyền kiểm soát của các thủ trắng. Đánh đầu, pha dứt điểm, không vào. Bóng đã đi xa ngoài. Quyết định dứt điểm. Bóng đi rất nguy hiểm. Cú đá là đi chết khung thành trong gang tấc. Giữ bóng rất bình tĩnh. Quyết định dứt điểm. Rất nguy hiểm, bóng vô xa ngang. Một cơ hội nữa đã bị trôi qua trước mũi giày của các cầu thủ bên phía FC Hưng Thịnh. Sự hiệp đáng kể ở những pha xử lý từ xa của các cầu thủ bên phía đội bóng áo trắng. Một quả đá phạt với cự ly nguy hiểm. Và chúng ta cũng chờ đợi xem các cầu thủ bên phía đội bóng Khe sẽ thể hiện. Cú đặt lòng đã đi không đủ chuẩn xác. Những tình huống nguy hiểm từ những pha chạm đầu của Nhật Seva khiến cho hàng phòng ngự bên phía đội bóng Úc Khe phải báo động. Cũng dứt điểm ngay, cú đá lại không đủ chuẩn xác. Vẫn là những pha can thiệp quyết liệt. Tình huống lấy bóng nữa, dứt điểm nguy hiểm vào. Một lần nữa thì hàng phòng ngự bên phía đội bóng Hưng Thịnh lại mắc sai lầm và họ lại phải tiếp tục trả giá trong những tình huống phòng ngự sơ suất của mình. Bàn thắng thứ ba đã dành cho Úc Khe FC với pha dứt điểm chính xác của Vinchenko. Rất nhiều những pha bỏ lỡ và bây giờ thì số 12 đã có được cho mình pha lập công. Thực Tony đã xử lý thiếu an toàn trong tình huống này để cho đối phương áp sát và cướp bóng. Phản công dành cho Tiến Đạt và các cầu thủ bên phía Úc Khe. Đường chuyền vào, cột hai vẫn còn Vinchenko. Sức khéo léo qua người, không được. Nỗ lực dứt điểm lại hơi thiếu hợp lý cho Vinchenko. Vẫn là anh Kiệt.
rất hợp lý. Văn Hòa pha để mất bóng vào chân của Úc Khe, cơ hội dành cho số 6, tỉa bóng ngay, hiệp dứt điểm đi, vào, Úc Khe đã ghi bàn, tỷ số được nâng lên 4-2 dành cho cao thủ FC Úc Khe. Và dứt điểm chuẩn xác từ một tình huống đập nhã nhịp nhàng, pha nhã bóng lại của hiệp 18 rất vừa tầm để cho số 6 băng lên. Một cú đặt lòng đơn giản và các cầu thủ Úc Khe đã có được bàn thắng thứ tư. Chúng ta cùng xem lại pha phối hợp này. Cú đã ở ngay sát mép vòng cấm địa và nó không cho thủ thành bên phía Đỗ Hưng Thịnh một cơ hội nào. Đường chuyền không đủ chính xác. Cơ hội tiếp theo dành cho các cầu thủ bên phía đội bóng trắng không vào. Pha tỉa bóng của Nhật Seva lại hơi nhẹ.